tuyển Việt Nam và mục tiêu chiến thắng. Ngày 19 tháng 3, thầy trò huấn luyện viên Trossier đã có mặt tại Jakarta và ngay lập tức bắt tay vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu hứa hẹn đầy thách thức, khó khăn với tuyển Indonesia. Trước khi lên đường, căn cứ vào tình hình thể trạng của các cầu thủ cũng như điểm rơi phong độ thể hiện trong quá trình tập luyện, huấn luyện viên Trossier đã chọn ra 28 trong cái tên vào danh sách đội tuyển Việt Nam cho hai trận đấu với Indonesia. Năm cầu thủ nói lời chia tay gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Hai Long, Đỗ Duy Mạnh, Trương Tiến Anh và Giáp Tuấn Dương. Trong số 5 cầu thủ này, gây nhiều tiếc nuối nhất là trường hợp của Công Phượng và Duy Mạnh. Cả hai đều gặp những chấn thương và không thể ra sân thi đấu với Indonesia trận ngày 21 tháng 3 tại sân Gelora Bung Karno và ngày 26 tháng 3 tại SvD Quy Mỹ Đình. Trước mỗi trận, huấn luyện viên Philip Trossier sẽ lựa chọn ra 23 cái tên từ danh sách 28 cầu thủ vào danh sách đăng ký thi đấu. Ngay trước khi lên đường, huấn luyện viên Trossier liên tục có những có động thái lên dây cóp tinh thần các học trò. Dù là các cầu thủ bị loại hay nằm trong danh sách cuối cùng thì tất cả đều là những chiến binh, là một tập thể, một khối liên kết vững vàng. Đội tuyển là đại diện với niềm tự tôn, màu cờ sắc áo. Các cầu thủ cũng sẽ thấy tuyệt vời hơn nếu cảm nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ, đặc biệt là trận đấu trên sân nhà ngày 26 tháng 3 tới. Hãy đến sân thật đông và cổ vũ hết mình cho các chiến binh của chúng ta, huấn luyện viên Trossier nói. Huấn luyện viên Trossier đã thất bại trong cả 3 màn đối đầu gặp các đội tuyển xứ vạn đảo trong quá khứ. Trong đó, ông để thua 2 trận khi dẫn dắt U23 và đội tuyển Việt Nam khi gặp gỡ chiến lược gia Shin Tae-yong. Huấn luyện viên Trossier đang chịu khá nhiều áp lực, hoài nghi cả về mặt chiến thuật lẫn cách lựa chọn và sử dụng con người, và ông Trossier hiểu rằng mình phải đối mặt với áp lực rất lớn, không chỉ từ người hâm mộ Việt Nam mà còn từ những cổ động viên có thừa sự cuồng nhiệt ở sân Bung Karno. Đó là chưa kể tuyển Indonesia sẽ được gia tăng sức mạnh khi bổ sung thêm một số cầu thủ nhập tịch. Dù rằng huấn luyện viên Trossier chịu áp lực nặng nề, nhưng ông cùng các thành viên đội tuyển Việt Nam được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF dành cho sự tin tưởng tuyệt đối. Trước thêm 2 trận đấu với Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, riêng ông Philip Trossier bày tỏ tin tưởng vào ý chí, nghị lực của các cầu thủ và sẽ có giải pháp để vượt qua tình thế khó khăn hiện tại. Thời gian qua, đội tuyển Indonesia tăng cường 10 cầu thủ nhập tịch để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam, điều đó có thể thấy họ rất quyết tâm, nhất là trong bối cảnh tuyển Việt Nam cũng có nhiều ca chấn thương. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam đang có tinh thần tốt, cộng thêm sự chuẩn bị chu đáo nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất tin tưởng vào ban huấn luyện và toàn đội. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng xác định mục tiêu cuối cùng là phấn đấu giành vị trí nhì bảng, đảm bảo suất đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Vì vậy, kết quả của 2 trận đấu với Indonesia sắp tới sẽ quyết định nhiều đến việc này. Chúng tôi cũng rất mong người hâm mộ luôn đồng hành và đến sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu sân nhà của đội tuyển. Đó là nguồn động lực tinh thần rất to lớn giúp các cầu thủ thêm tự tin, có thêm hậu phương vững chắc và tinh thần tốt nhất khi ra sân thi đấu. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú khẳng định niềm tin vào đội tuyển dù đối thủ có sự tăng cường lực lượng đáng gờm. Gặp Indonesia sẽ là thử thách lớn, nhưng huấn luyện viên Trossier đã đưa thông điệp rất rõ ràng. Tuyển Việt Nam không chỉ thắng Indonesia trong 2 trận đấu tới đây, mà còn là thắng đẹp. Chiến thắng cũng đồng nghĩa với hiện thực hóa mục tiêu đi sâu hơn, xa hơn ở đấu trường châu Á. Dù vậy, mục tiêu của chúng ta muốn đạt được không hề bằng phẳng, không hề dễ dàng. Các cầu thủ ngồi đây đều là chiến binh. Họ luôn nỗ lực hết mình mỗi ngày, chứng tỏ mỗi ngày, trong mỗi buổi tập để hướng tới mục tiêu không chỉ là chiến thắng, mà còn là cách giành chiến thắng, huấn luyện viên Trossier chia sẻ. Tuyển Việt Nam đang có lợi thế dẫn 2 điểm so với tuyển Indonesia, cùng lịch thi đấu được cho là thuận lợi. Yếu tố cần thiết đặt ra lúc này là không thua trước khi nghĩ tới chiến thắng và thắng đẹp. Huấn luyện viên Trossier sẽ phải tìm ra những phương án mới để hóa giải và khiến đối thủ bị bất ngờ trong thời gian tới. So với ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ có sự trở lại của các cựu binh quan trọng và đó có thể là chìa khóa thành công cho nhà cầm quân người Pháp. Khó khăn đã được dự báo từ trước nên huấn luyện viên Trossier và các học trò hiểu rõ mình phải làm gì để đi đến cái đích cuối cùng là đạt được kết quả tốt nhất. Vòng loại World Cup 2026, tương quan lực lượng, cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam sẽ có 2 trận đấu quan trọng gặp Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 diễn ra trong tháng 3 này. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Philip Trossier sẽ gặp Indonesia trên sân Gelora Bung Karno trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng F vào lúc 20:30 ngày 21 tháng 3. Sau đó 5 ngày, đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ đội tuyển Indonesia vào lúc 19:00 ngày 26 tháng 3 trên sân Mỹ Đình. Trước 2 trận đấu quan trọng này, đội tuyển Việt Nam đang xếp thứ 2 bảng F với 3 điểm, kém đội dẫn đầu Iraq 3 điểm. Trong khi đó, Indonesia đang cùng có 1 điểm như Philippines nhưng đứng cuối bảng do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ giành cơ hội lớn để thăng tiến vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 nếu thắng Indonesia cả hai lượt trận. Tuy nhiên, đây chắc chắn sẽ là điều không dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucer khi đội tuyển Indonesia đã bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng. Mới nhất, hai cầu thủ Tom Hay và Ragnar Oranmewang cũng thực hiện xong nghi thức tuyên thệ để trở thành công dân Indonesia lúc 23:30 ngày 18 tháng 3. Hai cầu thủ này rất có thể sẽ được huấn luyện viên Shin Tae-yong điền vào danh sách thi đấu ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình. Cùng với màn thi đấu của đội tuyển Việt Nam và Indonesia, bảng F còn hai trận đấu đáng chú ý khác của cặp đấu giữa Iraq và Philippines. Nếu tuyển Việt Nam và đội Iraq cùng thắng cả hai lượt trận, hai đội sẽ sớm vào vòng loại thứ ba ngay trong tháng 3 này. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam và Indonesia: 20:30 ngày 21 tháng 3, Indonesia vs Việt Nam sân Gelora Bung Karno. 19:00 ngày 26 tháng 3, Việt Nam vs Indonesia sân Mỹ Đình. Theo Vietnam Plus, đấu Indonesia, tuyển Việt Nam thiếu cầu thủ giỏi. Đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến Jakarta, Indonesia vào chiều ngày 19 tháng 3. Thầy trò huấn luyện viên Philip Chaucer phải chịu cảnh sốc nhiệt khi thời tiết tại Hà Nội dao động trong khoảng 17 đến 19 độ C. Đột ngột tăng cao từ 30 đến 33 độ C tại Indonesia. Toàn đội tuyển Việt Nam đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, về khách sạn nghỉ ngơi và bắt tay vào tập luyện vào buổi tối cùng ngày. Giờ tập diễn ra vào lúc 20:30, bằng khung giờ sẽ diễn ra trận đấu với Indonesia vào ngày 21 tháng 3. Chạm trán Indonesia lần này, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn về nhân sự, khi nhiều cầu thủ chủ chốt bị chấn thương không thể thi đấu như hậu vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền đạo Phạm Tuấn Hải. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên Chaucer đã nói lời chia tay năm tuyển thủ là Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Công Phượng, Giáp Tuấn Dương, Trương Tiến Anh và Nguyễn Hai Long. Trong đó, hai cựu binh Nguyễn Công Phượng và Đỗ Duy Mạnh bị loại vì lý do chấn thương. Thậm chí, trung vệ thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội đã được điền tên nhưng xin rút lui khi trao đổi riêng với huấn luyện viên nhằm hồi phục thể trạng tốt nhất. Đáng tiếc nhất là trường hợp của Nguyễn Công Phượng, người được chính ông Chaucer đặt kỳ vọng khi sang tận Nhật Bản để xem dò và gọi Công Phượng tập trung đợt này. Mất đi chân sút sinh năm 1995, tuyển Việt Nam cũng mất đi một nhân tố dày dặn kinh nghiệm, có thể tạo đột biến tốt hơn so với các cầu thủ trẻ như Văn Tùng, Đình Bắc. Về lực lượng chủ nhà, sáng hôm qua, ngày 19 tháng 3, thêm hai cầu thủ gốc Hà Lan đã được Liên đoàn bóng đá Indonesia tổ chức tuyên thệ nhập quốc tịch Indonesia và góp mặt trong danh sách rút gọn 26 tuyển thủ nước này cho giải đấu. Tuy vậy, hai nhân tố mới này chỉ có thể hy vọng sẽ ra sân khi Indonesia đến Việt Nam tái đấu vào ngày 26 tháng 3 tại Mỹ Đình. Trong trận ra quân ngày 21/3, đội tuyển Indonesia nhiều khả năng cũng sẽ vắng mặt hai cầu thủ nhập tịch có vai trò quan trọng ở hàng thủ là Jordi Amat và Elkan Bagut vì chấn thương. Một chi tiết đáng chú ý trong hai trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 21 và 26/3, đội tuyển Indonesia có chút bất lợi do thời điểm này rơi vào tháng Ramadan, ngày 11 tháng 3 đến 14 của người Hồi giáo. Phần lớn các cầu thủ của tuyển Indonesia theo đạo Hồi và họ phải nhịn ăn từ bình minh đến lúc mặt trời lặn. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của đoàn quân huấn luyện viên Shin Tae-yong khi ra sân. Lý do này sẽ khiến Indonesia thất thế trước tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Shin Tae-yong tỏ ra lo lắng khi nhiều cầu thủ của đội tuyển Indonesia nhịn ăn trong tháng Ramadan. Indonesia bắt đầu hội quân từ ngày 17 tháng 3 để hướng đến màn đọ sức với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực châu Á trên sân Bung Karno. Đáng chú ý, thời điểm hội quân trong dịp FIFA Day này cũng trùng với tháng Ramadan của người Hồi giáo, ngày 11 tháng 3 đến ngày 10 tháng 4. Trong tháng Ramadan, người Hồi giáo có hai bữa ăn chính là suhoor trước bình minh và iftar sau khi mặt trời lặn. Các bữa ăn đều là đồ chay. Trong khi đó, Indonesia lúc này có rất nhiều cầu thủ theo đạo Hồi và họ vẫn duy trì phong tục trên. Việc nhịn ăn như vậy gây ra nhiều ảnh hưởng tới tập luyện cũng như thi đấu. Nói về điều này, huấn luyện viên Shin Tae-yong tỏ ra lo lắng. Hiện tại, các cầu thủ vẫn tiếp tục nhịn ăn. Về khâu dinh dưỡng, chúng tôi đang cố gắng hết sức để cải thiện trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Hai trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ rất khó lường, các cầu thủ phải nỗ lực hơn nhiều. Ngược lại, các cầu thủ theo đạo Hồi lại tỏ ra khá bình thản và cho rằng điều này hoàn toàn không có vấn đề gì. Chúng tôi có sự chuẩn bị đặc biệt trong tháng Ramadan. Trước đây, các cầu thủ thường tập luyện vào buổi sáng nhưng giờ đã chuyển sang buổi chiều. Các cầu thủ theo đạo Hồi phải duy trì thể trạng ngay cả khi nhịn ăn. Việc chuẩn bị cho các trận đấu vẫn diễn ra hoàn toàn bình thường, cầu thủ Anfinra Dewanga của tuyển Indonesia cho biết. Thông tin liên quan, ba cầu thủ Jordi Amat, Elkan Bagut và Jan Sariri sẽ không cùng Indonesia dự hai trận gặp tuyển Việt Nam vì chấn thương. Cạnh đó, bộ đôi cầu thủ vừa hoàn thành thủ tục nhập tịch là Ragnar Oranmewang và Tom Hay cũng lỡ cuộc đọ sức trên sân Bung Karno vào ngày 21 tháng 3 tới vì không kịp đăng ký thi đấu.